Siêu toàn thể các bác và anh em, trong ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục lên cho các bác một trong những video lên những bộ dàn karaoke, những cấu hình karaoke theo yêu cầu của các bác khách hàng. Và trong ngày hôm nay thì đang có một bác khách hàng đã yêu cầu của bên em lên một bộ dàn karaoke với kinh tế khoảng tầm trên 30 triệu quay đầu, và với khoảng không gian phòng khách thoáng, rộng khoảng tầm 30 đến 40 mét vuông gì đấy. Thì ngày hôm nay bên em lên luôn cho các bác và cũng như là như anh khách một bộ dàn karaoke bao gồm một cặp loa cây model mới nhất của EB là D1250, và phối ghép với bộ dàn này là những dòng sản phẩm đẩy liền vang DACX36 này, những dòng sản phẩm đẩy liền vang công nghệ số cao cấp nhất của EB ở thời điểm hiện tại, và tiếp đến là những dòng sản phẩm mic không dây BS1000. Đây là một trong những dòng sản phẩm mic không dây cũng là phiên bản cao cấp nhất của EB ở thời điểm hiện tại này. Và bộ dàn karaoke này thì toàn những dòng sản phẩm chất lượng thôi, và không thể thiếu được với những bộ dàn karaoke gia đình là những dòng sản phẩm siêu trầm Bát 40 xúc điện nai hơi của EB S15 Pro với đầy đủ tất cả tính chức năng rất là hiện đại, như ví dụ như chế độ tính năng tự ngắt này, bảo vệ cho những dòng sản phẩm súp vào nhiều bộ dàn karaoke của nhà mình. Và bộ dàn này thì bên em đang cho ra, và cũng như là EB đang cho ra rất nhiều chương trình giảm giá khuyến mãi và những phần quà tặng đi kèm những cái mức chiết khấu rất là cao. Thế nên là bộ dàn karaoke này thì chỉ còn cái mức giá là 33.600.000 đồng, và cái mức giá gốc của nó là 35.600.000 đồng các bác nhé. Nhưng mà đợt này thì đang trong chương trình giảm giá khuyến mãi nên là chiết khấu xuống chỉ còn có 33.600.000 đồng. Và khi các bác nào mà muốn lấy những bộ dàn karaoke này thì bên em sẽ để cho các bác với cái mức giá là tròn 33 triệu đồng, và hỗ trợ ship code toàn quốc coi nhá, hỗ trợ ship code toàn quốc luôn, và hỗ trợ lắp đặt tại nhà ở khoảng bán kính 100 km quay đầu quanh khu vực cửa hàng. Và sẽ đầy đủ dây jack kết nối đã có trong những bộ dàn này rồi, nên các bác cứ hoàn toàn yên tâm về cái dây jack kết nối khi các bác mua về. Và đặc biệt những bộ dàn karaoke này, với những bác khách hàng là ở xa thì các bác cứ hoàn toàn yên tâm, với những bộ dàn karaoke này thì các bác được thoải mái kiểm tra và test hàng, thoải mái kiểm tra và test hàng trước khi thanh toán các bác nhé. Nhận hàng các bác được tháo ra setup và test chất lượng âm thanh và cái chất lượng của sản phẩm ok và đúng những gì em nói và quảng cáo trên video thì các bác nhận hàng thanh toán giúp em. Và bộ dàn karaoke này thì bên em đã điều chỉnh tối ưu nhất trong khoảng không gian 30 đến 4 mét vuông rồi, nên các bác cứ hoàn toàn yên tâm kể cả cái chất mic của nó. Và đây nhá, bây giờ thì bên em thử test cái chất mic của nó này, chất mic của nó cho các bác tham khảo nhá, xem nó có ok không, bắt mic có nhạy không, và cái chất mic của dòng sản phẩm BS1000 khi phối ghép với bộ dàn karaoke này nó có tuyệt vời không các bác nhé. Đây, bề hiện tại thì bên em đang đứng rất là gần loa này, cách khoảng tầm 1 mét thôi, chưa dưới 1 mét. Đấy. Alo, 1 2 3 4 5 6 6 7. Alo, 1 2 3 4 5 6 6 7 6 7. Alo, 1 2 3 4 5 6 6 7. Alo, alo, 1 2 3 4 5 6 6 7. Alo. Đấy, cái chế độ vang nhại của dòng sản phẩm đẩy liền vang tích hợp vang số DACX36 thì không còn gì để chê nữa rồi. Đấy, đây là một trong những dòng sản phẩm mang con chip chế độ vang nhại rất là cao cấp của EB Pro rồi, nên là cái phần echo vang nhại của nó thì các bác không còn gì để chê đối với dòng sản phẩm này rồi. Và không những thế, dòng sản phẩm mic BS1000 thì vẫn đầy đủ tất cả những tính chức năng hiện đại như gia tốc khi rơi này, chế độ tự ngắt này, hình thức thiết kế thì quá là đẹp mắt sang trọng rồi. Và anh khách có yêu cầu bên em là bộ dàn là phải kể cả hát karaoke hay này, và nghe nhạc, và cũng như là trưng bày trong khoảng không gian gia đình phải hay nhất, đẹp nhất và ok nhất trong tầm tiền như vậy, thì bên em lên luôn cho các bác bộ dàn này. Chỉ với cái mức giá đang rất là mềm, đang rất là ưu đãi 33 triệu đồng cho một bộ dàn karaoke này. Nên các bác là quan tâm thì nhanh tay liên hệ nhé. Nhanh tay liên hệ qua số điện thoại 0366 417 927 để được bên em tư vấn chi tiết và đặt hàng đối với những bộ dàn karaoke này. Và với bộ dàn này thì đối với dòng sản phẩm loa cây D1250 thì đây là một trong những dòng sản phẩm loa cây trong phân khúc giá dưới 20 triệu đồng. Cụ thể là 15 triệu đồng trên một cặp loa cây này. Sở hữu cho mình lên tới 5 đường tiếng các bác nhé. 5 đường tiếng, 2 bát 30. Đấy, tiếng bát của nó nghe rất là đã tai luôn các bác. Và đặc biệt là hai phần tép kèn. Đấy, hai con tép kèn là tép của nó là tép kèn từ leo, nên cái chất lượng âm thanh của nó nghe rất là thoát tiếng, và cái tiếng chép của nó nghe rất là tí tách các bác nhé. Và tiếp đến là một con chung để trợ lời khi các bác hát karaoke. Đấy, rất là đầy đủ những cái giải tần từ thấp, từ cao và từ chung. Đấy, để cho các bác
thoải mái có thể chơi đầy đủ những cái dòng nhạc như remix này, những dòng nhạc nhẹ như acoustic hay bolero, vẫn thoải mái luôn cho các bác. Kể cả các bác nghe nhỏ thì cái chất lượng âm thanh của những bộ dàn này thì nó quá là tuyệt vời rồi. Đấy, và hiện tại thì bên em cũng cảm ơn anh khách rất là nhiều. Đấy, và anh đã có yêu cầu bên em để lên những bộ dàn này cho các bác tham khảo. Và cũng chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe này, và cũng như là sẽ lựa chọn được cho mình một bộ dàn ưng ý nhất với bên Huy Hoàng Audio chúng em. Và các bác nào quan tâm về những bộ dàn này thì có thể liên nhanh tay liên hệ qua bên em, tại vì đợt này thì đang có rất nhiều chương trình giảm giá khuyến mãi và những phần quà tặng rất là lớn. Và đặc biệt là đợt này thì chiết khấu rất là cao đối với những dòng sản phẩm đẩy liền vang DSX36, nên các bác hãy nhanh tay nhé để sở hữu cho mình được những bộ dàn karaoke hay nhất trong không gian gia đình của mình với những mức giá ưu đãi nhất có thể. Bên cạnh đấy thì đang có những bộ dàn ví dụ như C7000 và những dòng sản phẩm loa cây cao cấp của EB, những dòng sản phẩm loa full bass 30 thì cũng đang có những cái mức giảm giá khuyến mãi nhất định. Và mức giá của nó hiện tại đang rất là mềm, nên các bác hãy nhanh tay lên để sở hữu cho mình để chuẩn bị cho cái dịp thời điểm sắp cuối năm rồi. Đấy, tầm này thì cũng giữa năm rồi, khoảng tháng 8 rồi. Đấy, cũng chuẩn bị các bác dục dịch tham khảo những bộ dàn karaoke để sở hữu cho mình trong cái thời điểm dịp lễ Tết hoặc là những ngày lễ, những ngày nghỉ để giải trí trong không gian gia đình của mình. Đấy, thì có thể tham khảo những bộ dàn này của bên em khi bên em lên trên kênh Huy Hoàng Audio. Các bác nào mà yêu thích thì có thể dành ra một chút thời gian cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh các bác nhé. Bên em cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác có thể ấn đăng ký, ấn chuông đăng ký để nhận những cái thông báo mới nhất của bên em đối với những cái dòng sản phẩm và những chương trình ưu đãi khuyến mãi trong cái dịp thời điểm hiện tại này các bác nhé. Và khoảng 1-2 hôm nữa thôi, bên em sẽ lên cho các bác những cái buổi live stream để các bác có thể tham khảo trực tiếp và cũng như bên em nói chuyện trực tiếp với các bác để các bác có thể yêu cầu bên em lên những bộ dàn nào thì bên em sẽ lên đầy đủ cho các bác để các bác tham khảo các bác nhé. Đấy thì lên nhanh cái video tham khảo về chất âm. Bây giờ thì bên em sẽ đến cái phần test âm nhé, để cho các bác tham khảo này. Kinh tế khoảng tầm dưới 35 triệu đồng thì các bác có thể lựa chọn những bộ dàn như thế này. Nó sẽ tối ưu nhất trong khoảng không gian gia đình khoảng tầm 30 đến 50 mét vuông quay đầu. Thì bộ dàn karaoke đáp ứng thoải mái toàn thể các bác để nghe nhạc karaoke trong khoảng không gian thoáng và cũng như khoảng không gian phòng khách của gia đình mình, rất là chất lượng. Các bác nào quan tâm thì cứ trực tiếp liên hệ qua số điện thoại và số Zalo không nhé. Và các bác nào quanh khu vực cửa hàng bên em có thể đến trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng khu đô thị Phúc Thành, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên để bên em có thể cho các bác trải nghiệm thực tế đối với bộ dàn này. Và xin chào tất cả các bác, hẹn gặp các bác video sau. Xin chào tất cả các bác.